xin chào tất cả các bác nha. Đó, đây là chiếc máy nâng tiếng, anh em thể nghe cái chất âm. Đây là không qua này. Đấy, qua này. Nghe chép nó nảy, rất là nảy anh em nhé. Bát chép rất là nảy. Đầy đủ các chế độ như là đầu vào như là Bluetooth này, cổng quang USB. Đấy, đây không dùng này. Ấn vào dùng này. Rất là nảy. Tiếng cực kỳ nảy anh em nhé. Giá thì con này thì nó như là một chiếc DAC giải mã. Anh em có thể cắm cổng quang anh em nhé. Cắm cổng quang, cắm quát sườn, cắm kết nối Bluetooth anh em nhé. Cho ra chất nhạc rất là trong trẻo sạch sẽ. Có thể sử dụng rác AV luôn. Đầu ra thì có cổng súp luôn anh em nhé. Đó. Rất là hay. Đó, anh em có thể truyền cổng này nhé. Truyền cổng USB Bluetooth. Đó, anh em có thể truyền cổng tiết súp luôn anh em nhé. Đó. Con này thì giá hiện tại đang là 2 triệu đồng anh em nhé. Bên em sẽ bao ship tặng dây rác cho anh em. Còn một mã nâng tiếng nữa giá rẻ hơn và nó chỉ có chức năng nâng tiếng thôi. Đó là con EX3000 anh em nhé. EX3000. Với EX3000 này giá chỉ có 950.000 thôi anh em nhé. 950.000. Thì với con EX3000 này thì nó chỉ có chức năng là nâng tiếng thôi anh em nhé. Chỉ có chức năng nâng tiếng, không có Bluetooth, không có cổng quang. Đó, không Bluetooth, không cổng quang anh em nhé. Đó, nó chỉ là chức năng nâng tiếng. Và mặt sau của nó thì cũng chỉ có rác Canon và 6 ly thôi. Đấy, nhưng giá của nó rất rẻ. Anh em có thể ghép cùng với những chiếc âm ly được. Giá của nó chỉ với là 950.000. Còn đây với chiếc máy nâng tiếng này thì nó đầy đủ chức năng hơn. Đó, có Bluetooth, có cổng quang. Tiếng rất là nảy. Anh em có thể nhả ra. Đó, nghe nó khác đúng không ạ? Nghe nó khác. Đây, ấn vào này. Đó. Đó, ok chưa? Nghe tiếng rất nảy. Không dùng nhá. Đó, không dùng. Đó, nhấn ấn vào dùng này. Rất là nảy đúng không ạ? Với con này thì anh em có thể là dùng để cắt súp được anh em nhá. Đây, nó có cắt súp này, tần số cắt súp này. Đó. Vôn này có nghĩa là to nhỏ, tiếng bát, tiếng chép. Đó. Nói chung là chơi con này thì có thể xoay pha của súp được anh nhé. 0 độ hoặc 80 độ. Đó. Nói chung chơi con này thì anh em yên tâm đi, anh em nhé. Yên tâm. Giá của nó rất là hấp dẫn anh em nhé. Chỉ với là 2 triệu đồng thôi. Đó. Em nhấn mạnh lại, có Bluetooth này, có cổng quang này, có USB anh em nhé. Anh em ấn nút này để chuyển. Đó, ok chưa? Đấy, nó có chuyển luôn này, nó sang đây này. Ấn lại này. Ok, đúng chưa? Rất là đơn giản. Đó. Tiếng rất hay. Đó, tiếng rất tí tách anh em nhé. Tiếng cực kỳ tí tách. Cổng ra thì hai cổng ra là cổng màu xanh. Cổng số bát cũng là cổng màu xanh anh em nhé. Đó. Rất là ok. Anh em nào có nhu cầu mua hàng thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho bên em với hai số điện thoại bên góc dưới anh em nhé. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video. Chào tất cả anh em.